Thân chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại khóa học Monstack của mình. Các bạn bật server giúp mình nha và login vào trong cái màn hình quản trị ạ, login ạ. Mình sẽ nhập cái email là gì? admin@gmail.com này. Password là 123456. Nhấn sign in nhé. Đấy thì mình đã login được vào trong cái màn hình dashboard các bạn nhé. Và video hôm trước là gì? Mình đã hướng dẫn các bạn gì ạ? Xây dựng được cái cấu trúc HTML cho cái dashboard. Và mình cũng nói với các bạn là gì, trong cái dashboard này thì là chúng ta sẽ có một cái danh sách lead user các bạn nhé. Tức là chúng ta cần con API lấy ra danh sách của user ở trên server đúng không ạ? Sau đấy trả về client và client sâu ra vị trí này đúng không ạ? Thế thì để làm được cái việc đấy thì gì? Thì thằng client sẽ phải làm cái việc là gì? Luôn luôn ấy, khi mà chúng ta refresh lại cái base này các bạn nhé, là luôn luôn là gì ạ? Là client phải gửi cái gì ạ? Gửi cái token nhé. Cái token mà mình đã lưu ở cái local storage đấy lên trên server để server check xem cái token đấy còn hạn không các bạn nhé. Nếu còn hạn thì nó mới gì ạ? Mới gì trả về API cho chúng ta để chúng ta lại sâu ra ở cái phía client. Còn nếu mà hết hạn đúng không ạ, thì hoặc là chúng ta phải gọi đến gì phép token, hoặc là chúng ta sẽ được redirect trên màn hình login các bạn nhé. Rồi các bạn quay trở lại code giúp mình này, quay lại code cái phần client đấy. Đấy nha, các bạn mở cho mình cái phần client code nhá. Và đây là mình đang mở là gì, admin base.html đây. Các bạn là tạo cho mình một cái file JS để gì? Để chúng ta thao tác cho cái màn hình là admin base nhá. New một cái file ạ. Admin page. Admin page nhá. .js. Sau đó nhúng cái phần gì ạ? Admin page vào trong đây ạ. Script này. src là bằng js này, xuyệt này, admin page. Rồi, cái công việc của chúng ta là chúng ta sẽ viết cái js ở trong cái admin page này các bạn nhé. Và đẩy cái danh sách gọi API cái lead user không ạ? Và cuối cùng là gì? Show cái lead user ở ra trong cái giao diện của người dùng nhé. Rồi, chúng ta phải thực hiện hai công việc là gì ạ? Call API này. Call API get lead user các bạn nhé, get lead user này. Đấy, các bạn cứ ghi ra sau bạn làm tuần tự sao gì ạ? Sau bước thứ hai là các bạn là gì ạ? Sau khi mà thành công nhá, tức là lấy lead user ấy, thì show lead user to client nhá. Rồi bước đầu tiên để call API nhá, thì các bạn sử dụng cho mình là ở đây mình lấy list user cho nên là mình sẽ dùng ứng dụng get nhé, ACID. Rồi trước khi để sử dụng ACID thì mình cũng sẽ copy cái phần gì ạ? Thần thư viện ACID sang cái trang admin page nhé. Không có nó sẽ lỗi các bạn nhé. Đây bạn để trên cái file script thực thi admin page.js nhé. ACID.get này. Cái thông số đầu tiên của các bạn là gì ạ? Là cái URL các bạn nhé. URL của cái gì? Của cái thằng... mình vào login này, mình sẽ copy cái URL này để các bạn gọi lên nhé. Mình xóa cái thằng login đi, đưa vào trong cái thằng admin page.js này. Tất nhiên là gì, mình chỉ sử dụng cái domain này thôi đúng không ạ? Và mong muốn là gì, lead user của mình sẽ xuyên dưới dạng là gì, admin đúng không ạ? Out đi các bạn nhé, out này, xuyệt này, admin, xuyệt nhá, user là gì, cái này là chính là cái URL chúng ta để chúng ta get ra list user nhá. Tất nhiên là gì, ở thời điểm này thì chúng ta chưa có define trên trên server đó, nó sẽ lỗi đúng không ạ? Và gì, cái thứ hai là cái option thứ hai là các bạn cứ define cho mình ở client trước đi đúng không ạ? Option thứ hai là cái gì ạ? Chúng ta mong muốn là gì, là một cái object các bạn nhá, config nhá. Chúng ta mong muốn là gửi cái token. Ở cái này nó có khác một chút là gì, chúng ta gửi token lên server. Nhưng mà token ở đây thì là các bạn là gì ạ? Có gửi gì, các bạn có thể gửi theo gì, get hoặc post các bạn nhé. Bởi vì trong màn hình, các bạn cứ hình dung là trong cái màn hình này này, màn hình quản trị này, thì không phải mình cái thằng lead user này đâu ạ, nó gửi cái token này lên, mà có thể là gì, các bạn gì insert user nhá, tức là gì, tạo user trong database ấy, hoặc là update user database, các bạn đều phải gửi cái token đó lên để xem cái token còn hạn không, thì các bạn mới được phép là gì ạ, thao tác cái màn hình này đúng không ạ? Thế thì nó sẽ bao gồm gì, get và post đúng không các bạn nhá, và có thể nhiều cái khác nữa đúng không ạ? Thế cho nên là gì, các bạn phải đưa cái config, tức là các bạn phải gửi cái data đấy ở trong header các bạn nhé.
Bởi vì post thì nó sẽ cho các bạn đưa vào trong body, nhưng thằng get thì không các bạn nhé. Thế cho nên là gì, các bạn phải đưa vào về, kể cả về các security các bạn nên đưa vào header nhé. Thế thì mình sẽ có một key là gì, header, header của S nhé, header của S các bạn nhé. Rồi thì các bạn search cho mình như này, ở đây cái config nhé, mình lấy ở đâu ra đây, các bạn search cho mình là gì ạ, là Axios, Axios HTTP các bạn nhé, document. Đấy, cái thư viện hôm trước mình có nhúng vào các bạn ạ. Đây cái thằng này này, acshttp.com đúng không ạ? Getting started này, các bạn kích vào nhá. Và kích vào cái phần bên trái có cái gì request config cho mình. Thì những cái này là những cái chúng ta đưa được vào config nhá. Dưới dạng này các bạn này, object này đúng không ạ? Gồm có gì URL này. Đấy thì mình có một cái tham số đầu tiên URL thì mình không đưa vào trong config nữa, đúng không ạ? Thế thì cái tham số thứ hai là cái mảng config này. Mảng config ở đây thì các bạn search cho mình ở đây. Các bạn kéo xuống dưới một tí nhá, thì có cái chữ là header này, đúng không? Thì cái này là những cái thông tin mà các bạn đính kèm ở trong header của request, thì các bạn đưa vào cái header này nhá. Sau đấy hai chấm thì lại một cái object các bạn nhé. Vào đấy cái key object các bạn cần config. Rồi thì quay trở lại cái thằng client. Đây ạ. Header này nó sẽ là một cái object đúng không ạ? Và mình mong muốn ở đây là gì? Cái key của nó là gì? Authorization các bạn nhé. Authorization. Authorization các bạn search cho mình cái Ctrl S này, search cho mình cái authori đây. Đây authorization, copy cho mình cái này nhá. Mình viết nhầm cái chữ R đó bạn. Đây, authorization này mới đúng nhá. Đấy thì cái key authorization này thì nó sẽ là gì ạ? Mình sẽ viết rồi sau đấy giải thích các bạn sao nhá. Hai chấm này thì các bạn có thể sử dụng hoặc là gì ạ? Hoặc là tem string để dynamic data, hoặc là các bạn có thể đối chuỗi cũng được. Đây mình sẽ sử dụng tem string các bạn nhé. Đấy, ra cũng nháy ở dưới phím ESC nhé. Và mình sẽ đưa vào cái gì ạ? Bia. Bia BARR bạn nhé. Khoảng cách này, dấu cách ấy. Và gì? Và cái giá trị động ở đây là mình muốn là gì? Mình truyền theo cái giá trị token các bạn nhé. Token này lấy ở đâu đó các bạn? Local state đúng không ạ? Chấm nhỉ, get item. Item mình đang để là gì, là access token. Cái key mình đang để đấy. Đây các bạn có thể xem đây cái key. Mình tắt bớt cái này các bạn nhé. Bạn chuột phải lên nhé. Vào application này. Đây cái key mình đang để là access token đúng không ạ? Thì mình sẽ get cái key này thì lấy được cái value này các bạn nhé. Và gửi lên server. Đây, Access Token. Rồi thế thì cái này là cái chuẩn chung nhá. Các bạn gì ạ? Config các bạn luôn luôn phải viết như thế này. Và đây là những từ khóa để đính kèm theo cái giá trị của token lên cái server. Thế thì cái này sẽ có những bạn thắc mắc là gì? Tại sao cái key này là như thế này, và gì ạ? Là cái key bia này là cái gì đúng không ạ? Thế thì các bạn search cho mình nhá. Để hiểu hơn thì các bạn search cho mình là gì ạ? Có hai từ khóa bạn phải quan tâm thôi. Thế thì HTTP thứ nhất là auto này, relation này, HTTP các bạn nhé. Đấy thì các bạn kích vào cái từ authorization này thì nó đính kèm cái thằng này trên header mà đúng không ạ? Thì cái cấu trúc của nó này, khi các bạn muốn viết theo authorization đấy, các bạn có thể viết hoa với thường các bạn nhé, bởi vì nó không phân biệt hoa thường đâu ạ. Các bạn viết cái a thường cũng được, nhưng ở đây thì mình viết theo đúng cái chuẩn là authorization nhé, hai chấm các bạn này đúng không ạ? Auth và gì, và auth parameter đúng không? Thế thì cái hai chấm này này và cái giá trị này thì đúng không? Thì nó tương đương với cái key value các bạn nhé. Thì authorization các bạn thấy là gì ạ? Nó mở này. Authorization này hai chấm đúng không? Authorization key nha, và đây thì cái value của nó này bạn nhá. Value là chính là cái token đúng không? Thì cái value của nó các bạn lại để ý cho mình là gì? Nó sẽ có gồm hai phần là auth này và auth parameter. Thì cái authorization parameter này nó chính là cái value lưu token mình vừa nói nhá. Còn cái auth này thì nó lại là cái gì? Các bạn lại search tiếp cho mình là HTTP này. Authentication nhá. Đấy, kích vào cái link đầu tiên của developer ấy. Kéo xuống dưới mình. Kéo xuống dưới điện.
Và các bạn thấy thì cái thằng authorization nhá, nó có theo tài đúng không? Và gì ở đây nó có một loại gì authentication chamber, chính là cái tham số ở bên này các bạn nhá. Authentication chamber này nó chính là tham số của cái thằng bên cái authorization đúng không ạ? Và trong những cái tham số đấy thì nó có một cái là peer này các bạn nhá. Thì là cái này là gì? Là người mang, tức là chuẩn thôi. Nó chuẩn là gì? Ở đây là có gì? Cái việc này nó sẽ thằng peer này nó sẽ mang cái token đấy lên gì? Là người mang token đấy đưa lên server để server xác thực các bạn nhé. Các bạn cứ hiểu như vậy. Rồi thì cái này là nó giúp cho bạn bảo mật hơn rất là nhiều. Thì đến phần security mình sẽ nói kỹ phần đấy. Rồi các bạn vào cái phần source code lại cho mình nhá. Đấy thì mình sẽ viết là gì các bạn? Viết đúng cho mình nhá. Đây là gì? Config này. Nó dạng object này và header này, hai chấm này và gì? Object này và key authorization các bạn nhé. Là gì? Là cái giá trị này, bia này. Và cái trong đây là cái chính là gì? Cái template string này các bạn này thì nó gì? Tất cả những cái giá trị mà các bạn dynamic muốn dynamic ở đây, như ví dụ đây là mình muốn là lấy một cái giá trị nhá. Thì cái trong cái biểu thức ngoặc này này nó là gì? Là nó chính là cái biểu thức của JS có giá trị trả về. Nghĩa là gì? Các bạn có thể đưa đây vào một biến, thì biến A bằng B, ABC chẳng hạn, thì nó đưa vào yến nó thì biến đúng không ạ? Ở đây thì mình đưa vào một cái biểu thức là gì? Get item này đúng không ạ? Thì nó sẽ lấy được cái giá trị token và nó trả về các bạn nhé. Còn nếu mà bạn nào mà không muốn thì các bạn có thể là gì ạ? Hoàn toàn các bạn define ra get token ở ngoài đây, các bạn đưa vào cái biến, tên biến vào đây cũng được nhé. Nhưng mà gì? Khi các bạn đưa vào đây biến là cái biểu thức có giá trị trả về là nó hiểu rồi, cho nên là cũng không cần cần define ngoài các bạn nhé. Rồi thì đến đây là mình đã get được API nhá. Mình đã gì? Đã đưa được quét API đến lead user này và gì? Mình đã đưa cái config đúng không ạ? Theo đúng chuẩn về trên cái để vào trong header để chi? Để cho server xác thực các bạn nhé. Rồi xong thì mình sẽ quay trở lại cái phần chrome mà mình sẽ test các bạn nhé. Để test cái này thì cái đoạn code nó chạy ngay khi là gì? Chúng ta reload lại biết thôi đúng không ạ? Bởi vì mình không bắt một cái event gì cả, là gì mình đưa vào trong cái này là vì khi đến cái đọc đến cái file này thì nó chạy luôn cái này bạn nhé, nó get luôn API đúng không ạ? Rồi các bạn tập bật sang tab network cho mình này, loát lại bên cho mình đấy. Các bạn thấy là kéo dưới này có một cái là gì, user đây này, các bạn thấy là 404 ạ, kích vào đây nhá. Rồi bạn kéo lên mở rộng giúp mình, thì cái thằng 404 này thì đúng như mình kỳ vọng thôi, không có gì cả các bạn nhé. Và nhưng mà cái quan trọng nhất đấy các bạn để cho mình là bạn kéo xuống dưới cái phần request header này nhá. Ngoài những cái thông tin khác thì các bạn chú ý cho mình một cái thông tin là gì? Authorization này chính là cái key mình đưa vào đấy, các bạn để ý nhá, đính kèm header authorization này và hai chấm đúng không? Beer này đúng không? Beer này. Và phía sau nó là token đúng không? Thế thì ở trên server chúng ta chỉ cần lấy được cái giá trị token này để so khớp xem có hợp lệ không các bạn nhá. Rồi video này mình xin kết thúc ở đây. Và hẹn gặp lại trong các bạn trong video sau.